Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về tính an toàn tài khoản khi chúng ta kinh doanh trên eBay và Amazon. Tức là chúng ta rất rất nên mượn cái gọi là VPS, tức là một cái IP ở nước ngoài, những nước mà có uy tín trên trường quốc tế, chẳng hạn như là Singapore, Nhật, Đan Mạch, Thụy Điển, Mỹ các bạn. Ví dụ như thế này bạn, ví dụ như là tôi, như bạn thấy đây, mướn rất nhiều VPS, và mướn một cái VPS như vậy thì giá rơi vào khoảng 3 đô rưỡi đến 5 đô một tháng. Ví dụ như đây là một trong các VPS tôi mướn với IP ở Mỹ. Để tôi vào cho các bạn xem nhé. Tức là lý do mà chúng ta phải mướn VPS á, vì đối với các quốc gia mà có uy tín như là Mỹ đó, thì khi mà chúng ta mướn VPS á, của Mỹ, tức là IP của Mỹ á, thì sẽ an toàn hơn và ít bị dòm ngó để ý khi chúng ta kiếm tiền trên Amazon, eBay cũng như là YouTube. Và chúng ta thuê VPS, cái gói mà tôi thuê trên vulture.com là 3 đô rưỡi một tháng. Và trong một cái VPS này, chúng ta cài đặt một cái trình duyệt là Google Chrome. Và trong một VPS, chúng ta chỉ nên cài đặt một trình duyệt thôi các bạn, là Google Chrome. Và trong cái Google Chrome này, chúng ta bỏ vào đó là tài khoản Amazon, eBay, Shopify và Custom Card chung vào một cái trình duyệt này, và chung một cái con VPS như tôi đang làm với các bạn. Để tôi mở ra cho các bạn xem. Đó, như bạn thấy đây là VPS. Trong đây có một cái tài khoản Shopify, và ẩn trong Shopify là một nhà in hàng đầu của nước Mỹ, đó là Custom Cards. Đây, và như bạn thấy sơ qua là Custom Card ẩn trong Shopify là một trong những nhà in hàng đầu. Đó, cái số lượng áo bán được là 356 item, bán được là coi như là tới 356 item áo. Và trong Shopify này đó thì đã tích hợp sales channel, những cái kênh bán hàng rất là nổi tiếng trên thế giới, rất là lớn trên thế giới, chẳng hạn như là Amazon, eBay và Facebook đã được cài đặt, và Instagram và Point of Sale và Buy Button là những cái kênh bán hàng rất khác nhau. Ở đây tôi chọn hai kênh bán hàng lớn nhất trên thế giới là Amazon, với lượt truy cập là 2.98 tỷ lượt truy cập organic traffic một tháng, và eBay đứng hàng thứ hai trên thế giới với lượng truy cập là 1.1 tỷ lượt truy cập một tháng. Đó, và như bạn thấy đây, và tài khoản Shopify, và trong Shopify ẩn trong Shopify đó, và đây là những cái đơn hàng đang được hoàn tất. Ẩn trong Shopify là một cái nhà in Custom Card cũng hàng đầu trên thế giới. Tức là chúng ta kết hợp một ba e-commerce lớn nhất trên thế giới là eBay, Amazon, Shopify, và một nhà in xuất ra, in và giao áo cho khách hàng là Custom Card, và tất cả bỏ trong VPS thì nó sẽ an toàn. Và hy vọng trong một video kế tiếp sẽ chia sẻ cho các bạn là cách thức chúng ta thuê VPS như thế nào do cái tính an toàn tài khoản khi kinh doanh trên eBay và Amazon. Lý do là một khi chúng ta kinh doanh trên eBay và Amazon, một khi tài khoản không an toàn, tài khoản bị treo hoặc bị hack hoặc là bị chết, bị die, thì không còn gì để nói, đúng không bạn? Về tính an toàn tài khoản khi kinh doanh trên eBay và Amazon, đặc biệt là trong những tháng dạo gần đây, là điều rất là quan trọng, là tiên quyết khi mà chúng ta make money online, bán hàng hoặc là kinh doanh trên eBay, Amazon cũng như là YouTube. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.